Chào mọi người đã quay trở lại video tiếp theo nha. Sáng nay có một người đã tìm thấy sinh linh tệ ở trên khu này nha. Khu này là bây giờ chúng ta cũng đi lên để kiếm. Sáng nay có một người thông báo là cô trong nhà này đã kêu bèo là sinh linh tệ ở đâu trong cái khu mà coi như trên này là đang đỉnh núi kìa. Thì nhiều người đang thắc mắc là trên đỉnh núi này sinh linh tệ có ở trong mấy căn nhà hoang như vậy hay không. Trước mặt mọi người đó chính là căn nhà hoang nha mọi người. Thì bây giờ chúng ta đi lên trên đỉnh núi. Khu này là người đồng bào Gia-rai với giờ đồng bào người Cờ Ho không mà. Thì em đang sợ cái rào cản ngôn ngữ. Cả nhà. Em đang sợ cái rào cản ngôn ngữ rồi không có ai nhà rồi. Không có ai trong nhà rồi cả nhà ơi. Như là đi tiến vào sâu vào trên đỉnh núi nè, đỉnh đồi này chắc chắn là sư Minh Tuệ sẽ ở đây. Bà con của bác cứ để ý và coi như là để xem những cái nhân vật mà bữa giờ đi quay phim thầy á, đi quay phim thầy và cứ đi vô trong mấy cái lô rừng này để làm gì không biết nữa nha. Đây, trời ơi. Hôm qua mọi nhà biết thông tin gì không? Đó chính là người em, tức là cậu Thìn á. Cậu Thìn đã giữa đêm. Đó, giữa đêm mà cậu Thìn cùng lại YouTuber đi tìm sư Minh Tuệ. Nhưng mà hành động mà em cậu Thìn này mà đi tìm sư Minh Tuệ giữa đêm như vậy á, kêu theo một đống YouTuber thì chắc có lẽ là chắc cái này là chỉ có YouTuber bày cho anh Thìn đi tìm thôi. Ban đêm thì anh Thìn cũng tối qua em cũng thấy là cái trên cái xa xa kìa cơ. Anh Thìn tìm được một cái lán trên đó thì giữa đêm ngày qua một số anh em cũng đăng tải lên á. Thì phải nói mọi người là không biết là anh Thìn có phải bị dẫn dắt hay không, nhưng mà cứ làm nội dung người quay để cho mấy thằng ở trên đó quay phim rồi câu like câu view cả nhà. Đó, nói chung là Thìn mà cứ đi tới mấy cái lán của sư Minh Tuệ thì sư Minh Tuệ lại phải bỏ đi nha cả nhà. Tại vì sao mà bỏ đi? Tại vì sư Minh Tuệ rất là không muốn YouTuber quay. Đó, sư Minh Tuệ cũng đã nói thẳng là không có muốn để cho YouTuber quay gì hết. Sợ sư Minh Tuệ bị một lần là sợ lắm rồi cả nhà, sợ khủng khiếp rồi. Để zoom có thấy ngài không nha? Đâu, có thấy ngài không? Bây giờ cho dù có gặp thì em cũng chỉ quay vai sư Minh Tuệ ở xa xa thôi cả nhà. Tới đảnh lễ ngày mà quay từ xa xa thôi chứ không. Thậm chí em có thể là tắt máy. Tắt máy để tới để đảnh lễ ngày rồi nói chuyện với ngài mấy câu rồi em kết thúc. Chứ bây giờ là nhiều bà con Phật tử là mỗi sáng đều muốn đều thấy một cái đoạn gì video ngắn chia sẻ nói về sư Minh Tuệ. Thì em cũng đã tức tốc lên cái khu đồi này để tìm thầy, xem thầy đang ở đâu, đang ở chỗ nào cả nhà. Thì thời gian qua em thân vlog của ngày hôm qua, ngày hôm kia em cũng đã đăng tải một số đoạn video người dân tộc Cờ Ho, dân tộc Gia-rai nó đã tìm, đã quay được thầy ở trên đỉnh núi ấy. Thì vô tình gặp thôi, người ta quay được và cũng như là đảnh lễ thầy, cho thầy đồ ăn thức uống. Bây giờ mà cậu Thìn mà cứ đi tìm sư Minh Tuệ như vậy chắc có lẽ là sư Minh Tuệ phải ẩn tút ở phía xa xa kìa. Ẩn tút ở phía xa đó, ăn măng rừng với lại ăn rau hoa lá bông cả nhà, ăn bông hoa lá rau rừng này kia chứ không thể nào mà xuống đi khất thực được nữa. Một khi đã lộ tung tích rồi thì nói chung là không biết là làm sao mà cứ đi tìm sư Minh Tuệ làm gì không biết. Mấy bọn này làm ơn đừng có kiếm tiền mà bằng hình ảnh mồ hôi công sức của ngài nữa cả nhà ơi. Làm ơn thì tha cho sư Minh Tuệ đi, đừng có kiếm tiền trên mồ hôi công sức, đừng kiếm tiền trên cái sự làm cản trở con đường tu học của ngài. Nói chung là ngài xuất hiện trong thời gian qua, xuất hiện một tháng hai tháng gì đó, nó giống như là làm bao nhiêu con người thức tỉnh. Và ngài đi đến đâu là Phật tử đều có được cái phước đến đó, được cái miếng ăn đến đó, được cái phước. Đấy, thì hình ảnh của ngài quá đẹp trong mắt chúng ta rồi.
Nên là rất mong mọi người đừng có quay phim nữa. Kiếm tiền thì kiếm tiền bằng mọi nhiều cách mà, đúng không? Kiếm tiền bằng nhiều cách, có gì đâu mà phải cứ kiếm ngày để quay phim, đúng không cả nhà? Rất là khổ. Nếu mà cứ kiếm ngày quay phim như vậy thì chắc có lẽ là con đường tu tập của ngài sẽ phải khó khăn hơn rất nhiều, phải dừng lại. Sắp tới đây là nếu mà Sư Minh Tuệ mà không ổn, Sư Minh Tuệ phải chắc phải qua bên Ấn Độ. Căn cước có rồi, ngài đi bên đó một thời gian, nhớ nghe nhỉ, đi tầm 3 năm 7 năm gì đó về ok, đúng không? Đi đâu cũng được, đi bộ đâu cũng được, nhưng mà theo mọi người là đi bộ bên nước ngoài, đi bộ bên Ấn Độ thì có dễ dàng hay không, có ổn không? Qua bên nước bạn nhiều khi mình cũng khó xử cả nhà, nhiều khi họ nhận ra Sư Minh Tuệ cũng khá là tội, họ nhận ra Sư Minh Tuệ cũng không biết là số tốt hay xấu đây. Người nước ngoài mà họ thấy họ bu theo Sư Minh Tuệ thì chắc có lẽ là khó xử lắm cả nhà. Đấy thì nãy em vô kiểm tra trong căn nhà này rồi thì cái lán này là không có Sư Minh Tuệ ở trong này, không có Sư Minh Tuệ ở trong này nha cả nhà. Ngài chắc lại bỏ đi nữa rồi cả nhà ơi, Sư Minh Tuệ lại bỏ đi nữa rồi. Cậu Thìn mà mọi người chia sẻ video này đến cái cậu Thìn, tức là em trai của Sư Minh Tuệ, đừng có đi tìm thầy nữa, đừng có đi lên mấy cái lán vào giữa đêm ban đêm nữa. Đi tìm như vậy Sư Minh Tuệ thấy để ánh đèn là Sư Minh Tuệ cũng bỏ đi à, đúng không? Sư Minh Tuệ mà thấy cái ánh đèn bóng đèn là họ là Sư Minh Tuệ cũng bỏ đi thôi, chứ không có cái chuyện mà Sư Minh Tuệ để im cho mọi người tìm đâu. Chờ người ta đi tu tập mà cứ phải đi tìm kiếm rồi làm cái gì hả, đúng không? Đi tìm kiếm mà đi gặp xong bắt về cái gì hả? Mấy người đi qua quay phim là đi tìm kiếm rồi tính bắt về hay làm gì? Không nên như vậy nha. Tìm kiếm hỏi thầy hả? Hỏi thầy có cái do gì? Người dân cờ ho. Người dân cờ ho coi như là họ quay thầy được rồi, đừng có đứa nào quay thầy nữa. Chúng mày chỉ kiếm tiền thôi, chúng mày kiếm tiền thôi, còn chúng mày không nghĩ cho thầy. Chúng mày kêu thương thầy đó, chúng mày kêu thương thầy nhưng mà chúng mày không nghĩ cho thầy, không nghĩ cho Sư Minh Tuệ. Chúng mày làm vậy mà chúng mày coi được hả, đúng không? Chúng mày kêu yêu thương thầy, quý mến thầy, nhưng mà chúng mày không có nghĩ cho thầy, không để cho thầy tu, không để cho thầy yên. Thì chúng mày hả, chúng mày Phật tử. Phật tử là Phật tử cái gì hả? Mõm hả, đúng không? Nên bà con cô bác Phật tử hãy sáng suốt và yêu thương ngài đúng cách nhé cả nhà. Đấy thì em sẽ lại tiếp tục đi lên trên cái đỉnh núi đền đèo này để coi như để nói chung là nhiều người cũng lo cho Sư Minh Tuệ cả nhà, nhiều người cũng lo cho Sư Minh Tuệ lắm, nên là không biết là Sư Minh Tuệ có ổn không, có ăn uống đầy đủ hay không. Không biết là Sư Minh Tuệ có ăn uống đầy đủ hay không, chứ mà em sợ ăn uống không đầy đủ rồi ăn măng ăn này ăn nọ ở trên đỉnh núi nè, ăn măng ăn rau rừng ở trên này nè, thiếu chất, sợ đi thời ngày đi không nổi cả nhà. Nam Mô Di Đà Phật, cả nhà để lại bình luận Nam Mô Di Đà Phật phía bên dưới đi. Hy vọng là sẽ sớm tìm được Sư Minh Tuệ. Video ngày hôm nay là video ngày 6, ngày 7 tháng 7 gì đó. Đó. Em cũng nhắn gửi mọi người là video này ngày em không nhớ nhưng mà là ngày 6, ngày 7 gì đó, tháng 7 nha. Đó, ngày 6 tháng 7 hay ngày 7 tháng 7 gì đó. Vậy là mưa nhất nha cả nhà. Rất mong bà con của bác chia sẻ video mạnh tay. Cảm ơn bà con của bác rất nhiều nha. Cảm ơn bà con của bác đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để coi như xem hết video. Mến chúc tất cả bà con của bác thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào, bình an trong cuộc sống và gặt hái nhiều thành công nhé. Em cũng xin kết thúc video tại đây và đi lên trên đỉnh núi này coi thế nào, chia sẻ mọi người tiếp nhé. Xin chào.
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.